thanh niên chọn. Ngữ mặt liền quay tí nó thả cho đi. Nhìn như con chuột này nhỉ, nhìn nó kiểu giống nửa sóc nửa chuột ấy. Nó cứ cúi đầu đầu về mình thương. Nhưng mà sau này mà lại cũng có được nhỉ. Thế lạ nhìn qua mình tưởng con mèo cơ. Ra thế. Ôi, thẳng đầu lên tí tao thả cho. Ý là anh nghe tiếng nó à hay sao à mà lại ra bắt được? Không, nó phá chuồng này, nó phá hết chuồng này. À, phá hết bẫy này. Nhưng mà ý là để bẫy đằng sau á, xong rồi. Bẫy lên đây này. À, xong rồi nó. Bò cũng lỗ kìa kìa. Thôi, ngẩng mặt lên đi tao thả cho. Đi. Rửa bát, rửa thức ăn chảy lên đấy. À, lên đi tao thả cho. Ra vườn sau cũng cạn mà. Đây. Lâu lắm nên chẳng có người ra. Không biết đằng sau có còn con nữa không? Nếu mà còn con nữa thì thả nó ở đây cho nó ở với nhau. Nhưng mà con chắc mình chắc nó có đôi cặp. Con mình thì nhìn tội nha. Ừ, nhìn nó cứ cúi đầu kiểu hay thả đi. đi xong đi anh em mình đi thả đi. Nhá, đi thả nhá, thả mới ra nhá. Nó mặt nhìn cái mũi là láo buồn cười quá. đi thả đi anh. Chứ còn con này thì nói thật là cũng không ra miếng được. Khoan. Cái vườn đằng sau, cái vườn này mà cũng có được rồi. Nó thử xem. Thôi khoai ở trong nhà đây khoai. Ở giữa làng mà cũng có chôn này. À, ôi trời, nhưng mà xung quanh này họ đang xây nhà hết rồi còn đâu. Chỗ này mà nó cũng ở được nhỉ. Ra đây bắt đầu quen mùi. Nhìn đẹp đúng không? Đẹp mà con đẹp. Nhìn đẹp hết. Ý là anh bẫy nó bằng cái gì đấy? Đây bẫy bằng này này. Ý không, nhưng mà cho nó ăn bẫy cái gì ấy, dùng bẫy cái cá. Gì? À cá. À ăn cá. tỉnh chưa? Tỉnh đó, ra ngoài cái chỗ quen thuộc là bắt đầu tỉnh đó. Khó tin nhỉ, chỗ này mà nó không đến được nhỉ? Nhìn loanh quanh. Ừ. Xung quanh này nhà người ta bắt đầu xây hết rồi còn đâu. Thế mà lại cũng có đây. Nếu mà ví dụ như nó còn đôi thì thả nó ở đây cũng được. Vườn này. Ở đây thì nó bay hết rồi, nó chạy kiểu gì nhá. Ừ, thế. Một, nói chung là ở cái khu này là đông dân chứ không có phải ít dân đâu. Thế mà lại vẫn có được, thế mới siêu. Thanh niên khoai. Lớn rồi cái mắt mẹ cõng à. Dạ. Ý, đang tìm đường ra kìa. Thôi rồi, không phải đào ra, tao tự tao cho mày ra. Cho ra nhá. Mày quay thêm nữa. Thôi, thả nó đi cũng được ấy. Chứ còn con này thì đúng là bảo bé quá. Ui chào, ui chào. Còn nó cắn đấy nhá, còn này cắn đau đấy. Đi nhá, đào tự nhiên nhá. Bye bye nhá. Ra đi. Sao lại quay đầu vào? Quay đầu vào, ra đi. Ơ, chạy đâu đấy? Sao? Lỗ của nó rồi. À, thế à. Thế thì lỗ đầu này à? Lỗ đây này. Đâu đi? Lỗ. Đây, thôi đang hàng cụ già nằm đây. Ờ, thế thôi, cho. Thôi thật. Chui luôn trong này hả? Chui luôn trong này rồi. Có thấy gì không ta? Thấy gì, tối om với om à. Ừ, nó chui vào trong này mất rồi. Lát thêm sâu rồi. Thấy được không anh? Tất nhiên là sâu. Sâu á? Ừ. Đây chắc cái kiểu nhà cũ nhỉ. Trong này xoài lên một mớ này. Ừ, sợ. Đi vào đây thôi. Để bé nào.
Bảo con này mà lại có một con đây nhỉ? Mới hay. Chắc là ở trong đấy nó phải có cả đôi chứ. Ở mình nó buồn, nó không ở đâu. Thôi, thả đây, chứ còn con này bé quá. Con này nó mà to to ấy nữa thì ừ. Nói chung to to tí nữa thì cũng xem xét đấy, nhưng mà thế này thì bé quá. Thứ hai là nó cứ cúi mặt xuống. Ừ. Không nhìn cũng đẹp mà, nhìn đẹp. Thương thương chui vào cái lỗ.